Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Hiện tại thì bên nước quốc đang tham gia vào cuộc thi Developer Week. Vậy cuộc thi Developer Week là như thế nào? trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc thi này là như thế nào nha các bạn. Mỗi năm thì có hơn 8.000 nhà phát triển kỹ sư cũng như là kiến trúc sư phần mềm cũng như là các nhóm phát triển, nhà quản lý và giám đốc điều hành từ hơn 70 quốc gia tập trung về Developer Week và nó diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 2 tại khu vực bệnh San Francisco và ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 2 là diễn ra trực tuyến để mà khám phá những cái thông tin mới nhất về cái nhà phát triển công nghệ cũng như là ngôn ngữ và nền tảng công cụ và developer tập trung vào các công nghệ mới và các công ty đã tham gia sự kiện developer trước đây bao gồm những gã khổng lồ trên thế giới luôn nha các bạn bao gồm Google nè rồi Facebook nè rồi trong đây có blackberry nữa nè các bạn nè microsoft nữa đây các bạn nè rồi uh, ripple nè rất nhiều nói chung rất nhiều các hãng lớn nha các bạn và các bạn có thể nhìn thấy đây là những hãng cũng như là những đội nhóm đã tham gia vào cuộc thi developer năm nay nè các bạn nè chúng ta trong đây có b network nữa nè các bạn nè đây b network cũng ở trong danh sách này các bạn nè rất là nhiều luôn nha các bạn không phải là ít đâu một danh sách phải nói là cực kỳ dài luôn các bạn à. đây kéo hoài không hết luôn rất là nhiều uh, những mà công ty cũng như là phần mềm Hàng đầu thế giới đã tập trung vào đây nha các bạn Thấy không các bạn Rất là nhiều luôn Và đây là trang chủ của cái chuỗi hội nghị Developer Week năm nay Các bạn có thể nhìn thấy nè à, Tham gia cùng 8.000 chuyên gia tại chuỗi hội nghị triển lãm kỹ thuật Và nhà phát triển lớn nhất trên thế giới Có nghĩa là đây là một trong những cái chuỗi sự kiện Mà thu hút rất nhiều cái hãng công nghệ hàng đầu thế giới tập trung về đây Để mà phát triển nha các bạn Chứ không phải chuyện đùa đâu Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy là nước của chúng ta cũng đã sánh ngang cùng với những cái hãng công nghệ hàng đầu thế giới và trong tương lai thì bên nước quốc nó còn phát triển hơn nữa nha các bạn cho nên các bạn hãy cố gắng kiên trì kích tay đều đặn mỗi ngày nha đừng bỏ lỡ phiên khai thác nào và video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, quả wow, chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn